Alo, cho hỏi, bạn có phải là đại ca Di Cá quản lý cái quán bar Hurricane không vậy hả? Đúng, tao là Di Cá đây. Thằng nào vừa mới gọi cho tao vậy? Di Cá, mày mau chạy ở bên quán bar Hurricane. Mày coi cái thằng đàn em mày đã làm gì cái thằng đàn em của tao nè. Cái gì? Đàn em tao? Nó làm gì đàn em của mày? Thằng nào làm? Có phải thằng quản lý của tao nuôi tao không? Chứ còn thằng nào nữa hả Di Cá? Đàn em của tao qua cái quán bar của mày chơi rất là bình thường. Nhưng mà cái thằng Nobita quản lý của mày, nó lại cho đàn em của nó chém chết hết đàn em của tao. Cho nên tao mới kéo đàn em của tao ở bên đó để bắt nó về đây. Nếu như mà muốn cứu nó thì mày mau đây gặp tao lại lên thằng Di Cá. Nè, gặp đầu búa, tao với mày đó giờ nước sông cùng mà bất chiến, không thằng nào đụng tới thằng nào. Sao tự nhiên này mày chơi tao hả gặp đầu búa? Nè bạn, không có nào chơi nào hết bạn. Tại vì cái thằng đàn em của bạn, thằng quản lý Nobita, nó chém đàn em của mình trước. Cho nên tao mới dẫn đàn em tao ở bên đó để dẹp cái quán bar của mày và bắt nó về đây. Không nói nhiều nữa, nếu mày muốn cứu nó thì mày quay lẻ lên. Nếu mày quay chậm một chút xíu là tao lấy cái tay của nó đó. À, chắc mày không muốn thấy cái tay ở đâu đâu Di Cá à. Rồi, được rồi, mày đừng có làm gì cái thằng Nobita quản lý cái đâu nghe chưa. Tao qua bên đó liền. Nếu mà tao bên đó nó bị gì là mày chết cho tao đó. Ok, bạn cứ qua lẹ lẹ nha, mình đang rất là nóng lòng muốn gặp bạn đó. Để nhanh nha, đại ca Di Cá. Cái thằng Nobita này, nó lại gây ra chuyện gắt gói cho tao nữa rồi. Quản lý của quán bar không xong nữa. Đại ca, cái thằng Nobita này, nó gây ra chuyện gì nữa hả vậy đại ca? Hey, đàn em của lộn đầu búa qua quán bar của mình chơi. Không biết như thế nào, thằng Nobita dẫn đàn em của tụi mình chém chết hết đàn em của tưởng lộn đầu búa. Cho nên nó qua quán bar của mình để bắt cái thằng Nobita rồi. Hey, đại ca, kệ mẹ cái thằng Nobita đi. Đại ca đừng có nhúng tay nữa. Cái thằng đó, nó chỉ ăn hại thôi đại ca à. Nó phá cái chừng gà của anh này đó nhớ không? Tao biết, tao biết là cái thằng Nobita này nó chẳng ra trò chống gì hết. Nhưng mà nó là em nuôi của tao, tao không thể nào bỏ mặt nó như vậy được. Nếu tao bỏ mặt nó sẽ chết á. Đại ca, cho nó chết đi. Hay là đại ca câu cho cái thằng lông đầu búa giết chết thằng Nobita không đi, rồi mình báo công an. Đây gọi là một mũi tên trúng chết hai con chim. Mình sẽ được để cái lối đường đại ca. Đừng cứ hận bận tâm với thằng Nobita nữa. Không có được. Tao là một người sống rất là trọng tình trọng nghĩa. Tao không thể nào đứng khoanh tay nhìn cái thằng Nobita đã bị lông búa chém chết được. Hey, tuy nó là một thằng rất là hiền, tuy nó là một thằng rất là nhát, nhưng mà với cả tao đã nhận lại tôi thì tao không bao giờ bỏ thằng nào hết. Tụi bay đừng có khuyên tôi nữa. Trời ơi đại ca à, nếu đại ca mà dương chứng cái thằng Nobita này, có ngày nó sẽ hại đại ca chết đó. Tụi em rất là lo cho đại ca. À, đại ca, đại ca đừng có đi qua bên đó mà. Em không đỡ cho đại ca đi một mình vậy đâu. Tụi bay đừng có khuyên tao nữa. Tao đã quyết định đi là tao phải đi. Tụi bay không cần đi theo tao đâu. Nói tao nói rồi, nếu như tao mà dẫn đàn em đi theo thì nó sẽ chém chết cái thằng Nobita. Cho nên tụi bay cứ ở nhà mà để tin của tao, để một mình tao đi qua đó được rồi. Tụi bay nghe rõ chưa? Nhất định là không có thằng nào được đi theo tao đó. Thôi vậy nha, tụi bay ở nhà đi, để tao đi một mình qua bên đó để coi thử cửa thằng Nobita nó đang bị cái gì. Thật là tức quá đi mà. Giao cái trường gà coi cũng không xong, giờ giao tới của em bà cũng không nổi. Riết rồi mày làm ăn gì được hả Nobita? Bây giờ mình phải qua gấp, để không lọc đồng búa tao lấy cái tài của thằng Nobita, lúc đó là còn mệt nữa. Chưa bao giờ đại ca với cá này đã lâm vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng mà Nobita, mày yên tâm đi, cho dù mày có như thế nào chăng nữa thì tao cũng không giờ bỏ mày đâu. Đã là thằng em của chị cá này thì cứ yên tâm. Nhưng mà cái thằng lông đầu búa này,
thì rất là gian xảo và rất là tàn bạo. Mình biết lần này mình đi là ních dữ nhiều. Nhưng mà mình không thể nào mình đối đầu nó được, tại vì bên đàn em mình sai. Nếu như mà chữ đàn em của mình quên chơi nó thì rõ ràng trong giới giang hồ này sẽ không coi mình ra cái gì hết. Cho nên mình phải làm theo ý nó, đi qua và đó một mình đi gặp cái thằng Nobita này. Đâu? Địa bàn của Lộn Đồ Búa đâu ta? Để chết. Mình chạy đây là mình chạy nhầm rồi. Đây là ở trên cầu rồi. Đây để mình quay xuống lại nha. Cái địa bàn của Lộn Đồ Búa nằm ở dưới chứ không phải nằm ở trên đây. Đó, nằm ở dưới. Để mình leo qua con lươn thử được không? Đây không được rồi. Con lươn khá cao cho nên là mình leo qua không có được ha. Nên mình chạy vòng cái đường này, mình vòng xuống. Đó, mình vòng cái đường này xuống là mình tới địa bàn của thằng Long Đầu Búa giam giữ thằng Nobita rồi nè. Ê, what the fuck. Ê, chạy đâu, chạy ngay với thằng rác nó ghê chứ. Chết mẹ rồi. Mất mặt thiệt, đại ca gì cao quá. Rồi ok. Đây, trước mặt mình là cái tụi Long Đầu Búa các bạn ha. Còn cái quán bar này thì để qua một bên đi. Bây giờ mình chạy vô mình coi cái tính mạng của thằng Nobita nó đang như thế nào rồi. Quán bar kia tính sao. Nobita, Nobita, mày đâu rồi hả Nobita? Dạ. Anh đại ca gì cao ơi, cứu em với. Cái thằng Long Đầu Búa này tự nhiên nó bắt em rồi nè. Em không muốn chết đâu Nhi Cá ơi. Anh Nhi Cá ơi, cứu em đi. Em sợ lắm. Ha. Nè đại ca Nhi Cá, mày lại đây mày coi cái thằng đàn em của mày chém chết hết đàn em của tao, mà trong khi đó đàn em của tao không có làm cái gì hết. Thì cái chuyện này mày tính sao đi hả Nhi Cá? Tao không có thể nào bỏ qua cái chuyện này được đâu. Nè anh Long Đầu Búa, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Cho dù có chuyện gì chăng nữa thì nó cũng là đàn em của tôi. Nếu như mà đàn em của anh bị cái gì thì tôi sẵn sàng bồi thường hết tất cả thiệt hại cho anh. Chỉ mong anh thả cái thằng Nobita quản lý của tôi ra là được rồi. Có gì anh em mình từ từ nói chuyện sau, được không hả Long Đầu Búa? Cái gì? Mày muốn bồi thường thiệt hại với tao hả? Tao không cần mày bồi thường thiệt hại với tao. Tao chỉ muốn nợ máu trả bằng máu. Nó chém chết đàn em của tao thì tao muốn phải chém chết nó, được không hả Dư Cá? Đây là ân oán giang hồ, mày bước cơ giang hồ chơi mày cũng hiểu mà Dư Cá. Nó không có muốn mày bồi thường thiệt hại cho tao. Nè Long Đầu Búa, mày bình tĩnh đi, mày đừng có giết nó. Thằng này rất là hiền và nhát, cho dù bây giờ mày giết nó cũng không có lợi ích gì đâu. Long Đầu Búa, vậy bây giờ mày muốn cái gì? Mày nói luôn đi. Nếu như tao đáp ứng được thì tao sẽ đáp ứng cho mày, nhưng những điều kiện là mày không được đụng đến cái thằng đàn em của tao. Nói gì Long Đầu Búa? Điều kiện hả? Được. Tao nể mặt mày là đại ca Di Cá rất là có tiếng trong giới giang hồ, cho nên hôm nay tao muốn mày phải nhường cái quán bar lại cho tao. Thì tao có thể sẽ du di thả cái thằng Nobita này ra. Sao? Mày suy nghĩ được không hả Di Cá? Cái gì? Mày muốn tao nhường cái quán bar lại cho mày hả? Cái quán bar này là công sức và cả tiền bạc tao bỏ ra biết bao nhiêu năm nay, không thể nào mà giao lại cho mày được. Nếu mà giao lại cho mày thì anh em tao gặp khó khăn thì sao? Anh em mày gặp khó khăn hay không nó không cần biết. Anh em mày khó khăn, anh em tao không khó khăn à? Anh Di Cá, anh đừng có nghe lời thằng này. Nó cho đàn em vào bên quán bar của mình quậy trước, cho nên là em mới chém đàn em của nó đó. Nobita, mày đừng có nói gì hết á. Bây giờ mày chém chết đàn em của người ta trước là mày đã sai rồi. Cứ để chuyện này cho tao giải quyết. Nè Long Đầu Búa, mày có thể tính tới chuyện khác được không vậy hả? Bây giờ một là mày giao quán bar cho tao, còn hai là cái thằng đàn em của mày phải bỏ mạng ở đây. Nè Long Đầu Búa, hồi nãy giờ tao nói chuyện rất là đàng hoàng với mày, mong mày sẽ đàng hoàng lại với tao. Đại ca, đại ca cứ để cái thằng chiếc cá lại cho em, để em xử nó cho. Mày hả Di Cá?
Mày là ai mà mày dám qua địa bàn của anh hai tao, kêu anh hai tao nói chuyện đàng hoàng với mày? Hả? Mày tưởng người tao sợ mày chắc? Viên cá ơi, mày vô địa bàn của tao là mày đã hết thời rồi đó. Giờ mày hỏi về ca tao muốn cái gì hả? Bây giờ ca tao muốn giết mày vậy được không? Hả, cái thằng nhóc con? Đại ca lông đầu búa, bây giờ thì em đã giết được cái thằng Viên cá rồi đó, đã trừ được cái mối hiểm họa cho anh rồi. Ha ha, hay lắm nhóc con, đúng như theo kế hoạch của tao thì bây giờ tao đã trừ khử được cái thằng Viên cá này rồi, không ai trên giang hồ này có thể nói tao được hết. Và bây giờ điều quan trọng nhất là cái quán bar này sẽ thuộc về tao. Anh Viên cá ơi, anh Viên cá, thằng chó, sao mày lại dám giết đại ca Viên cá của tao chứ hả? Anh Viên cá ơi, đừng chết mà. Bây giờ thì mày có khóc lóc cũng không có được gì đâu Nobita. Tao đã chết rồi. Bây giờ thì giang hồ này, lòng đồ búa tao sẽ nổi lên như một đại ca mới. Còn cái thằng nhóc này thì tụi bay thả nó đi đi, không có cần bận tâm về thằng này đâu. Em thấy là mình lên trừ khử thằng Nobita luôn đi đại ca. Chỗ đi theo thằng anh đại ca Viên cá luôn. Rồi, thằng nhóc con này không cần phải làm những cái chuyện đó đâu. Bây giờ cứ đập cho nó một trận, rồi khi tỉnh lại chó đi được rồi. Cái thằng này rất là nhát gan, nó chỉ thích hợp đi về nhà đi học thôi. Mày không có máu đại ca đâu nhóc con à. Mày học rồi đại ca hả? Mày đi theo Viên cá là mày chỉ có chết thôi Viên cá. Cuối cùng thì mày cũng đã có ngày hôm nay, phải bỏ mạng với tay của tao. Từ nay trong giới giang hồ thì cái đại ca Viên cá sẽ bị biến mất hoàn toàn. Này anh em, bây giờ thì góp cuộc của quán bar này cũng đã thuộc về tụi mình rồi. Sau này anh em sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ không còn phải đói khổ lúc trước nữa. Hoan hô đại ca, tụi em thích của quán bar này từ lâu lắm rồi. Ok, chào các bạn. Và cái video clip này của mình tới đây kết thúc ha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình, cũng như là ủng hộ cái series này của mình ha. Và nếu như các bạn thích cái series này của mình, cũng giống như là thích clip này của mình, thì các bạn hãy nhấn cho một like, một subscribe để ủng hộ channel mình ha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là có những xét thì các bạn cứ comment ở bên dưới cái video này của mình nha. Ok, và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Stoby các bạn nha. Và các bạn hãy nhớ đón xem phần 5 các bạn nha. Thì cái phần 5 là cái phần mà Nobita nó sẽ đứng dậy vì cái chết của anh Viên cá, nó sẽ đứng dậy và nó sẽ chiến đấu với lại cái thằng lông đầu búa này. Cái phần 5 sẽ là phần rất là hấp dẫn. Các bạn nhớ đón xem nha.